Kìa kìa. Ôi chết mẹ rồi. Đấy. À, đang rút nào, đang rút nào rồi. Vào. Ừ. Như kiểu lỗ bé ấy sao hả? Ui giời, anh chạy, ui rồi. Hả? Sao? Ui giời ơi. Lại vừa bắt cái gì đấy? Ôi đằng nhanh quá. Đây. Ui, hai con à. Hai con hay đâu ấy. Ui giời ơi, em mới nhìn đằng này. Nhảy lên. Bên này. Cẩn thận em ấy. Quần gì mà to thế? Gạt. Cẩn thận đấy. Mẹ. Con nhanh thật. Nó di chuyển mà nghe rõ tiếng như con động vật thì chạy luôn đấy mọi người ạ. Vừa ấy vừa vẫn phải nhìn chân nhá. Nó nick trò phát này. Ui đây đây đây. Đây đây đây. Ui. Ui. Có việc gì không? Đập mẹ đầu vào đây còn gì á. Đâu? Lên đấy á. Đâu nào cũng thôi. Chết tổ. Có lao không thôi hả? Không đấy á. Con gì nhanh? Vừa ngay được gì không? Không bị gì. Xuống đấy á. Xem nào. Mẹ màu này, màu ấy nó cũng khó lắm. Kinh nhỉ. Hạn em ơi. Từ từ nhá, dạp cỏ đi, dạp cỏ đi. Cứ dạp rộng chỗ em đi đã. Đấy, xuống sát này. Đấy, rồi tách ra rồi. Ui, anh vừa nghe tiếng như nó thở sao? Đúng không? Đây, đây, đây. Ôi, ôi. Kìa, kìa. Ôi, chết mẹ rồi. Đấy. Ôi, con gì to thế nhỉ? Ôi mẹ ơi, chúa rồi đấy. Sướng ơi. Ui, mà đấu đâu nhỉ? Đất đuôi này không đuôi chúa anh bé. Ui, ai đâu kìa? Ui. Đâu? Mẹ làm anh giật cơ mình. Kìa đấy, cái đầu nó quay lại kìa đấy. Đâu? Kìa đấy kìa. Đấy. Ui, nó bò lao xào dưới này. Cái này phải gọi sư phụ rồi. Khó lắm. Đây rồi. Đấy. Vừa cái đầu nó quay về kia, anh không để ý nó rớt nữa. Ôi, mẹ ơi, nó toán rồi. Thật nhá, thật nó vừa lên nó rớt đấy. Ừ. Ôi, thôi, anh ơi. Ôi, sư phụ đi xem nào. Sư phụ ơi. Anh Đại ơi. Ôi, đầu đâu rồi? Đạp cỏ đi. Anh Đại ơi. Mày cầm. Cái gì ơi? Đang tối rồi mọi người ạ. Thấy con gì ạ? Con chúa đâu? Lên đi lại lên chứ. Cẩn thận em ơi. Đâu? Hả? Đâu? Đâu? Mày chưa lại đấy. Đâu? Hả? Đấy, ngay dưới anh sư phụ nhìn dưới. Ngay dưới nến. Kêu kìa. Đâu? Đấy, nó vừa nằm đấy, vừa ra sao đấy mà. To không? To quá. Con đấy kinh nhỉ. Ui dồi, vừa hai anh em nhảy xuống phát nhảy lên mất tích. Kia kìa, ở góc kia đấy. Góc này á? Vâng. Đại, cầm. Đây, cầm cái máy. Có thấy đâu? Thẻ này rộng lo. Chưa thấy bắt được rồi. Nó ở trong này. Anh cầm mắt. Nhưng mà nhìn rõ ở chúa. Đúng rồi, đen, chùi đen lắm. Ở góc này á? Vâng. Đây trong góc này này. Này, anh ơi. Đâu, có thấy đâu? Ui, mẹ tỏa thế. Đâu anh? Ui dồi, ra chui lỗ rồi. Chui lỗ á? Đây đây. Chỗ nào? Đây. Ui, ui, mẹ lỗ tỏa thế. Ui, cái lỗ to đúng. Đây. Đấy. Ui dồi. Ba đi, mẹ lỗ luôn. Rồi, đang nhả ra rồi. Đấy, ui dồi, to đúng luôn. Ba, chui lỗ rồi. Ui dồi. Tỏ thế. Đây. Tỏ đây mọi người. Mất rồi. Ui à. Tỏ
Anh ơi, với dập dập cái cỏ lao ra đi. Đây mọi người ơi. Ui giời ơi. Ui giời. Xe xe cái lỗ bên ngoài của kia. Đây à. Ui nó đang ngoài đi rồi. Thì thấy đầu à? Thấy đầu không? Ui giời nó quần quại đây mọi người này. À đang rút vào rồi. Vào không ra được à? Ừ. Như kiểu lỗ bé sao hả? Ui giời anh chạy, ui rồi. Hả? Sao? Ui giời ơi. Gãi nó vừa bắt cái gì đấy? Ôi đằng này quá. Đây. Ui bé hai con à. Hai con hai đầu ấy. Ủa thôi rồi. Ui giời em mới đây nhìn đằng này. Nhảy lên. Bên này. Bình tĩnh sao? Đây. Em nhìn cái lợn đó đây trong mày này. Mày giúp cái là sao? Xe thằng sớm để ý con bên này nhá. Đâu sao? Em muốn nhìn đây nè. Có ai đâu? Quá. Ủa mà. Đây này. Đầu này đây đấy. Một đôi. Đây. Ui đây mọi người. Đấy. Đây. Đây. Ui. Mẹ quá. Ui. Ui nó giật. Ui nó lắc lên. Ui nó lắc nó lùi à. Ui mẹ con này béo, ui kia to lắm. Con kia nó lại vào rồi. Con kia nó vào rồi. Chết à? Ui kìa. Nó lại quay lại đây kìa. Quay rồi. Ui dồi mọi người ơi. Con kia nó quay. Ui dồi. Mọi người nhìn này. Ui dồi ôi, con bỏ tuôi này to thế. Kinh dồi. Ui dồi. Con đấy phải bắt chân chứ. Ui dồi ôi. Ui vẹo chúa gì này. Bắt chân. Mọi người nhìn này. Nó đang dựng người lên kìa. Con này nó phải 20-30 cân à. Ui giời. Đoạn thân nó 1 gang. Ui giời. Ui giời. Ui mọi người. Này. Cái đầu. Ui cái đầu của nó đây. Ui nó dựng kìa. Ui giời. Xẻ cái bàn tay đó. Dã man nhỉ. Nó mà xẻ ra nó to. Mọi người nhìn này. Kinh khủng chưa. Lấy con bên kia nhá. Em nhìn bên kia. Tôi đang di chuyển bên kia. Mẹ con này nó phụ của hồ chúa chứ không phải hồ chúa đâu. Hồ chúa đấy. To lắm nhỉ. Mọi người nhìn tỏ mắt thôi. Ui giời các bạn kìa. Lúc đang rút kìa, đang rút kìa. Đây là nó đây này. Mẹ con này. Hai anh em đi chắc. Nghe nó chặt. Nó chạy mà trông như con vật chạy chứ không phải là con rắn chạy. Mấy vừa đuổi à? Vâng, mấy ngã lộn cổ ấy. Con hỏi con dã man luôn. Đúng rồi. Đây mọi người. Đại mày thằng Quy mày để ý con bên kia nè. Đúng rồi. Ui dồi ôi nó dài. Kìa nó quay kìa. Ấy, cẩn thận. Bình tĩnh các bạn. Đoạn này phải cực kỳ bình tĩnh nhá. Ui nó đuổi đấy, anh ấy rồi. Đây mọi người nhìn này. Nó quay đầu rồi. Ra ngoài nó hơi chậm. Còn tay không vừa hơn. Kìa. Ui giời. Ui, nó đuổi luôn. Nó đuổi luôn này. Tổ, dã man. Ui giời. Chiếc mồm nó há ra. Ui giời, chiếc mồm này. Này mọi người. Tổ dã man. Sợ nhỉ. To vừa to mà này. Ui giời, con này nó vàng. Kiếp mồm. Thằng này đang đi. Thằng này đi đi. Ui. Kiếp nó đuổi. Nó đuổi kinh. Đâu rồi Quỳ? Thằng ấy đâu? Đâu rồi? Thằng bên này á? Đâu? Con này nó đang bị cảnh sát bên kia. Nó chui ra bên kia à? Bên đây có lỗ. Kiếp nhập con này to nhỉ. Kinh nhỉ. Kéo được con đấy ra đây không? Cho mọi người xem không? Không, con này khả năng phải kéo lên ấy. Kéo lên trên nhá. Cho ra ngoài. Đây mọi người này. Đây mọi người. Ủa con hổ ăn chúa này. Sợ chưa? Không khác gì con chăn. Kìa anh đấy. Đâu? Dạ mày này. Kinh nhỉ, con này nó to nhỉ. Mẹ con này nó to. Như cái chuối này á. Quay từ trên quay xuống cho mọi người nhìn được khiếp. Phải to to hơn đùi xương bụng luôn. Đưa ra xử lý con đấy cho. Con này đây. Đây. Cho mọi người nhìn con này. Bỏ đến hơn đi chó. Ui giời. Ui này. Ui con này bé nhưng mà. Con này con rắn đực rồi. Con rắn đực rồi. Nó đi một đôi rồi. Mọi người nhìn này. Rồi đưa máy quay cho mọi người xem. À. À.
Ui, nó con này nó lắc kinh nhỉ. Ui, mồm nó há này mọi người này. Ui. Dã man. Quá dã man con ngàn luôn. Ui, nó nhìn được đại kìa. Ui, nó nhìn được. Ui, nó dướn nó lại đớp kìa. Ui. Kinh nhỉ. À, nó dướn rất là cao đấy mọi người nhá. Thôi. Tiếp vô dướn này. Ui, cẩn thận đây à. Ui, đuổi kìa. Đại đề. Ấy. Một đôi nhé mọi người nhá. Một đôi luôn. À. Một đôi. Kinh khủng chưa? Một đôi hổ công chúa này. Con này là con cụ rồi. Kia là con mái. Đâu, con to mới là con cái em ạ. Con cái này mới là con đực kìa. Dã man. Ui, con này là nó hung lắm. Kinh nhỉ. Sợ đấy. À, cho mọi người xem này. À, khủng khiếp chưa. Hai con. Một đôi. Con đã kinh khủng rồi. Hôm nay thì nhìn tay con ở đây. Mẹ con này nhìn không hết cái tay là mọi người. Nhìn thấy cái đuôi người đó. Đớp ấy. À. Kinh chưa. Mọi người thấy sợ chưa. Khủng khiếp. À, dùng cả mấy to cho con to quay lại đây. À mọi người nhìn này. Đấy, hai con này. Tiếp chưa. Ui giời, nó quấn này. Chúng vào với nhau. Con kia phải gọi là gấp 3, gấp 4 lần. Tạm lạm chưa. Gấp 4 lần con đực kia anh nhỉ. Cái này to. Cái này quá to. Thắt tôi nhỉ. Ui giời. Nó đuổi. Hai con. Cho mọi người xem hai thằng ổ chúa kinh tởm luôn. Ui, nghe nó phì anh. Nghe nó phì cũng sướng. Ui, sướng thế cầm hai con. À. Cuộc đời thợ săn rồi đi cầm hai con thì mình là nó đi được nhảy. Đây là chuẩn bị đến mùa nó ra phối rồi. Bây giờ nó bắt đầu ra rồi. Lúc đấy là nhìn cái con to này. Nhìn con to à? Mà nó chạy ra. Đấy, nhìn. Ây à. Tiếp con đấy con đừng hung thật. Cùng dã man. Kinh nhỉ. Nó đuổi. Kinh nó rức này. Kinh một con cái nó phải gấp đúng rồi, phải gấp 3 gấp 4 lần cái con kia. Con cái nó dài. Kinh. Nhưng mà phải nhìn con cái sợ thôi. Nhìn nó mắt ghê luôn. Nói chung là mọi người hàng hổ hoang chúa này nói chung là nó phải con duyên thì mới gặp được hai con như này mọi người nhé. Thì nói chung là cái video là anh em mình đã xin kết thúc ở đây thôi. Vì căn bản cái loài này mình cũng không được săn bắt mà. Cho nên là mình sẽ kết thúc video ở đây và kệ nó lôi đầu đi. Mọi người xem video thì nhớ like cái kênh ủng hộ cho mình cũng như ủng hộ cho toàn bộ anh em trong team săn bắt ẩn thực vùng cao nhé. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người nhé. Rút đi. Kẻ mẹ nó cho nó đi đâu đi đâu. Đó lên trên đây phải góc xuống. Đi. Lấy đồ về đi. Tối này. Đi.